Từ trước tới nay, Bắc Dương gia luôn chầu trực vị trí khu hoàng đế. Ngài thực sự nghĩ rằng hoàng thượng đều không hay biết hay sao? Tôi còn dám trọng dụng ngài à? Từ xưa con đường xưng đế không biết phủ đầy biết bao xương máu của người thân. Đúng là hoàng thượng muốn đối phó với Bổn Vương. Nhưng nhất thời bây giờ, ngươi không thể làm gì được ta. Nhưng Bác Dương gia thì khác. Chỉ cần ngài bất cẩn một chút thì sẽ dạng tiễn xuyên tâm. Ngài không sợ thật sao? Ăn nói sằng bậy. Người hoàng thượng muốn đối phó là ngài. Chỉ cần Bổn Vương thể hiện lòng trung thành trước mặt của hoàng thượng, tận trung công tác, ta tin hoàng thượng sẽ không bạc đãi ta đâu. Xem ra tâm tư của hoàng thượng chưa chắc đã giống như Bác Dương gia đã nghĩ. Thế cục hiện nay, thập nhất Dương gia không chí tiến thủ, thập thất Dương gia một lòng trung thành với hoàng thượng, thì chỉ có Bác Dương gia đây là mối hiểm họa lớn nhất thôi. Hoàng thượng không nghi ngờ ngài, còn có thể nghi ngờ ai đây? Để tình quen biết, Hoa Mỗ khuyên Bác Dương gia phò trợ hoàng thượng cũng tốt, hay có ý định gì bản thân lập nên thành tích cũng tốt, nhưng mà cũng phải tiến thủ chừng mực, mất công lại trước họa vào thân. Hoa Mỗ xin phép cáo lui. Nghệ nói đúng, hoàng thượng đã nghi ngờ ta có mưu đồ tạo phản từ lâu. Tin đồn quái ác trong cung chưa từng giảm bớt, trước sau cũng đổ hết lên đầu của ta. Không được, ta nắm thế thượng phong, nhanh chóng điều tra ra kẻ đã phát tán tin đồn. Khi đó không chỉ trả lại sự trong sạch cho ta, còn có thể thừa cơ lập công, lấy được lòng tin của hoàng thượng. Thần nghi ngờ Hoa A Mã là bị người ta hại chết, giá lại thần cũng biết là kẻ nào đã làm. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Khanh nghi ngờ Hoa A Mã là bị người ta hại chết, giá lại còn biết kẻ nào đã làm. Khanh có bằng chứng gì không? Tạm thời thần không có bằng chứng, nhưng nghe nói đô tài thường xuân giết về đồng tử, như linh hồn không được siêu thoát, là chỉ có liên quan mật thiết đối với việc băng hà của Hoa A Mã. Những chuyện ma quỷ đều không đáng tin. Ban đầu thần cũng không tin, nhưng sau khi điều tra kỹ càng phát hiện, người cùng phòng với Thường Xuân là Thường Đông cũng đột nhiên mất tích. Chuyện này vô cùng kỳ lạ, không hề ngẫu nhiên. Thần cho rằng nếu đã nói có liên quan tới Hoàng A Mã thì không nên lơ là sơ suất. Anh nói sằng bậy. Có phải Khanh thấy tin đồn trong cung chưa đủ nhiều nên còn ở đây thêm mắm thêm muối? Đẩm có thể xét tội Khanh liền ngay bây giờ. Mong hoàng thượng ngu giận. Thật chỉ là muốn điều tra rõ sự việc, tìm ra chủ mưu, giải ưu giùm cho hoàng thượng thôi. Được, nói đi, trước cuộc chủ mưu là kẻ nào? Mục đích là gì? Là Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo? Hoàng thượng có còn nhớ chuyện Hoa A Mã xem chút bị thương bởi lửa vào đêm 30 Tết? Yêu pháp lửa yêu chính là chiêu thức Bạch Liên Giáo từng hay sử dụng. Hoa A Mã băng hà chưa lâu, Bạch Liên Giáo đã làm loạn chúng kinh thành. Tuy thất bại nên chạy trốn, nhưng chưa chắc yêu pháp của bọn họ đã len lỏi vào trong cung. Thần nghi ngờ Thường Xuân, thậm chí cả Thường Đông cũng là người của Bạch Liên Giáo. Hoàng thượng, người nghĩ xem, trước giờ sức khỏe của Hoa A Mã đều rất tốt, sao đột nhiên lại mắc bệnh chứ? Tên Thường Xuân từng hầu hạ bên cạnh người, nếu có thể đã hạ độc Hoàng A Mã. Tuy giờ Thường Xuân đã chết rồi, nhưng đồng phạm của hắn, hắn nhất định sẽ tìm cách hãm hại hoàng thượng. Mong hoàng thượng cẩn thận. Theo ý của Khanh, trẫm nên xử lý thế nào? Nếu Thường Xuân chính là khởi nguồn của tin đồn, thì điều tra Thường Xuân trước, xem hắn có liên hệ mật thiết thế nào với chuyện này. Sau đó sẽ phải điều tra tỉ mỉ chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Hoàng A Mã trong mấy ngày gần đó, để xem có tìm được manh mối gì không. Hoàng thượng, thần xin được điều tra tới cùng, mong hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng thượng, thần được biết hậu cung luật lệ nghiêm khắc, thần đi lại nhiều vậy sẽ gây ra nhiều bất tiện. Nhưng mà Khanh một lòng trung thành với trẫm, trẫm cho phép Khanh tự do đi lại trong hậu cung, dễ bề điều tra sự tình. Nhưng mà gần đây trong cung lòng người hoang mang, với đêm nay ngũ tinh hội tụ không phải là điểm tốt. Trẫm không muốn lớn chuyện, để tránh có người đoán già đoán non, bất di động rừng. Mong hoàng thượng yên tâm, thần nhất định hành động cẩn thận, mau chóng tìm ra chân tướng, không phụ lòng của hoàng thượng.
Đêm nay phía đông Tuế Tinh, phía nam Miệt Hoặc, chính giữa Trứng Tinh, phía tây Thái Bạch, phía bắc Thần Tinh hội tại Đông Tiễn, Ngũ Tinh hội tụ, Dĩ Đức Kỳ Hạnh, Thiên Hạ Thái Bình, Chính Hòa Dân An, Dương Dương Thượng Thiên, Chiếu Lâm Hạ Thổ, Bình Địa Chí Linh, Giáng Cam Phong Vũ, Giáng Vật Chúng Sanh, mọi sự an lành, Thứ Quỷ Bách Cốc, Mộ Bất Mẫu Giả, Khung Thiên Giáng Linh, Cảnh Tổ Viên Hồng, Hữu Đức Giả Xương, Nhữ Thiên Vô Cực. Thả đèn! Trời cao phù hộ, nghi thức thả đèn cúng sao tiến hành thuận lợi, mọi người đều đã hóa giải được vận xấu của Ngũ Tinh hội tụ. Mong được trời cao phù hộ, chỉ bằng tự mình cố gắng. Bác Quỳnh nói vậy là sao? Trời cao có đức hiếu sinh, chỉ là lòng người nham hiểm. Ta vì cầu thần bái Phật, chỉ bằng giết sạch toàn bộ những người gian ác. Bác Quỳnh, ý Quỳnh là trong cung có người tác quái. Quỳnh nói như vậy chắc đã có manh mối trong tay. Không bao lâu nữa hai đệ sẽ hiểu rõ sự tình thôi. Hoàng thượng, đêm nay cúng tế thuận lợi, đúng là chuyện thật đáng mừng. Mong là từ nay xui xẻo qua đi, điều tốt sẽ tới. Mong là từ nay tất cả mọi người gặp họa quá phúc, mọi sự thuận lợi, quốc thái dân an. Trước đó, thần thiếp cũng từng cầu nguyện ông trời, hy vọng nghi thức đêm nay có thể tiến hành thuận lợi. Bây giờ mọi chuyện suôn sẻ, ông trời quả nhiên có mắt. Triều ta nhất định phồn vinh hưng thịnh, quốc vận liên trường. Chỉ cần mọi người trên dưới một lòng, trời cao tự dưng mở lòng. Trên dưới một lòng nói ra thì dễ, cũng như gần đây trong cung chuyện lạ vô kể, tin đồn mọi nơi đều khó lòng ngăn cản được. Vịnh quý thái phi có thể yên tâm, trẫm đã lệnh cho Vịnh Tuyền điều tra chuyện này. Vịnh Tuyền làm việc trước giờ lỗi lạc quyết đoán, chắc sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật. Để thuận tiện điều tra, trẫm tạm cho phép Tự Do ra vào hậu cung, mong sẽ không ảnh hưởng tới mọi người ở trong cung. Ảnh hưởng là chuyện nhỏ, ngăn chặn tin đồn quan trọng hơn. Hoàng thượng muốn giữ vững lòng người, kiến lập lòng tin, bổn cung nhất định hết lòng phối hợp. Tốt, tin rằng người phát tán tin đồn sẽ bị bắt được nhanh thôi. Đại Thanh đã có thể an hưởng thái bình, không cần phải lo sợ nữa. Hoàng thượng, đô tài mang trà tim sen tới cho người. Dù quả hoàng càng thanh cung năm xưa, điều tra tới đâu rồi? Hồi bẩm hoàng thượng, tới nay nô tài vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì từ phía Tào Công Công. Nhưng thái giám và cung nữ có liên quan, cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nô tài sẽ tiếp tục nghe ngóng. Mang đi. Hoàng thượng, đáng giúp tịnh tâm, gần đây hoàng thượng ăn ngủ không yên, cha này có thể an thần đó. Nếu huynh đệ và thần tử của trẫm cũng tỉ mỉ như ngươi, thì trẫm có thể ngủ ngon giấc rồi. Hoàng thượng quá khen. Thật ra hoàng quý phi đương nương cũng cho người túi thơm, người bảo đem túi thơm này bỏ dưới gối hoàng thượng, cũng có thể giúp cho hoàng thượng ngủ ngon hơn đó. Hương thơm qua bồi hồi, qua bồi hồi có thể giúp người ngủ ngon. Hoàng quý phi đương đương đúng thật là rất lo lắng cho hoàng thượng. Chỉ tiếc người bị cấm túc ở cảnh nhân cung, không thể giúp hoàng thượng hóa giải ưu phiền. Hoàng thượng tha tội, nô tài lỡ lời. Vị A Ca sao rồi? Sức khỏe của vị A Ca đã bình thường trở lại rồi. Thần thiếp nghe nói Nhị A Ca bị bệnh, trong lòng nhớ nhung,
nên mới to gan rời cung. Xin hoàng thượng xét tội. Nàng vì thương con nên mới làm như vậy, tội có thể tha, trẫm sẽ không trách tội nàng. Nhưng mà chuyện này không được tái phạm lần nữa. Thần thiếp đã hiểu. Nàng có nhớ hoàng A Mã đã từng dạy chúng ta cách để chúng ta dạy dỗ Miên Ninh không? Thần thiếp còn nhớ. Thái thượng hoàng đại hạnh nói, nam nhi phải vững chãi kiên cường như cổ thụ, bất khuất như cỏ dại, phải luôn yêu nhưng không yếu, xót nhưng không chịu, cấm kỵ con mang tâm thế ỷ lại. Miên Ninh sinh ra trong nhà đế dương, sau này phải vì dương, vì tướng, giết địch chiến trường, thậm chí thừa kế giang sơn. Nếu như lần nào sinh bệnh cũng cần gạt đương chăm nom, kiêu kỳ như một nữ nhi, sau này sao có thể bảo vệ nước nhà hay làm đại sự được đây? Con đường đế dương trước giờ đều gian nan khó đi, cô độc một mình, chỉ có thể nhờ vào sức của mình mà làm nên mọi chuyện. Nếu ỷ lại vào người khác, tận hưởng cuộc sống an nhàn nhất thời, cuối cùng cũng sẽ mất hết tất cả. Trẫm biết làm như vậy là quá nghiêm khắc với Miên Ninh, nhưng mà trẫm không được lựa chọn. Hoàng thượng sẽ không cô đơn. Thần thiếp sẽ mãi luôn ở bên cạnh người, mưa gió cùng bước, khổ cực cùng qua. Có tấm lòng này của nàng, trẫm cảm thấy an ủi. Nhưng nếu nàng thực sự chia sẻ phiền muộn với trẫm, trẫm vẫn còn một chuyện thắc mắc ở trong lòng chưa giải đáp được. Thần thiếp khẩn xin hoàng thượng đừng ưu phiền vì chuyện này nữa. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho nàng không chịu nói ra vậy? Xin hoàng thượng giáng tội. Nếu đã như vậy, nàng về cảnh nhân cung ứng xử vậy cho kỹ đi. Sao đám nô tài này tập trung ở đây hết vậy? Là bác Dương gia kìa. Nhất định là đang hỏi tin đồn về hồn ma rồi. À, hai vị đương nương vạn phúc. Bác Dương gia mới sáng sớm thì đã vào cung làm việc cho hoàng thượng, cực khổ rồi. Hai vị nương nương nặng lời rồi. Phải rồi, xin hỏi hai vị nương nương về tin đồn trong cung liên quan tới hai vị thái giám là Thường Xuân và Thường Đông đó. Hai vị có biết nội tình không? Thái giám ở trong cung có tới 2-3 ngàn người lận, mặt mũi ai cũng gần giống nhau. Nếu không phải vì chuyện này bàn tán quá nhiều, vốn dĩ không ai nhớ được hai người họ. Chỉ biết là hai người này là nô tài làm việc trong Dưỡng Tâm Điện, nghe nói hai người họ cũng là bằng hữu tốt. Xin hỏi bác Dương gia, có thám thính được gì từ mấy nô tài khác không? Cả đám nô tài không phải sợ rước họa vào thân, không phải nói không rõ ràng thì là nói không biết gì hết. Thành phi nương nương cáo từ. Thành phi nương nương kim an. Miễn lễ. Bác Dương gia muốn biết chuyện của Trường Xuân sao? Bổn cung cũng biết một chút. Không biết thành phi nương nương đã nghe được tin gì vậy? Bổn cung nghe nói Thường Đông vì Thường Xuân chết đột ngột rất là đau lòng, sau đó được quản quý phi ân chuẩn đem hài cốt của Thường Xuân chôn dưới gốc cây mai để truy điệu, thì bản thân dường như là bị bệnh liệt dương. Sau đó Thường Đông đã chủ động xin về quê dưỡng bệnh. Hoàng Quý Phi thương cho Thường Đông nhớ bạn ngã bệnh nên đã ân chuẩn. Vậy tại sao mọi người lại đồn là Thường Đông bị mất tích chứ? Trong thời gian quốc tang, trong cung rất là hỗn loạn, vốn dĩ không nên cho hắn rời cung dưỡng bệnh. Có lẽ Hoàng Quý Phi không muốn người khác biết mình dung túng nô tài, cho nên người biết chuyện này không có nhiều. Đã tạ thành phi nương nương chỉ điểm. Dương gia, có phải bây giờ chúng ta đi tìm Thường Đông không? Tên Thường Đông này nhất định là biết được bí mật mà hắn không nên biết, muốn bận bệnh rời cung, nhất định phải tìm cho được hắn. Dạ biết. Thu Nguyệt, sao lại đau lòng vậy? Cứ việc nói ra để xem bổn quan có giúp ngươi được không. Đồng hương Thường Đông của nô tỳ mấy ngày trước lấy trộm trang sức của Hoàng Quý Phi. Hắn nói chỉ là lấy đi cầm để cứu nguy thôi, còn uy hiếp nô tỳ
Nếu lật tẩy hắn ta sẽ tố cáo nô tỳ có phần tiếp tay. Nô tỳ sợ rắc rối cho nên không dám nói ra. Ai ngờ hắn đột nhiên bị mất tích, không hỏi cũng biết, nhất định là đem đồ bỏ trốn rồi. Nếu chuyện lấy trộm bị mọi người phát hiện, nô tỳ chắc chắn phải chết. Kỷ đại nhân, ngài túc trí đa mưu, xin ngài nghĩ cách giúp nô tỳ đi. Nếu Thường Đông cố tình ẩn náu, e là khó mà tìm được hắn. Nhà của Thường Đông ở trong kinh thành. Kỷ đại nhân, ngài là nhất phẩm đại quan, nếu như ngài chịu sai thuộc hạ đi tìm kiếm, nhất định tìm được mà. Sau khi xong chuyện, Thu Nguyệt nhất định đền đáp ơn ngài. Được rồi, được rồi, bổn quan nhận lời ngươi. Bác Dương gia mới sáng sớm đã vào cung điều tra tin đồn hồn ma của Thượng Xuân. Dựa vào hắn thật sự có thể tìm được chứng cứ hoàng thượng độc hại thái thượng hoàng. Nếu vậy thì sao hoàng thượng lại kêu ngài ấy điều tra chứ? Tính cách của bác Dương gia manh động nóng nảy, dù hoàng thượng không nhận lời, ngài ấy vì muốn lập công cũng sẽ lén lút đi điều tra. Nếu đã như vậy thì tha cho ngài ấy danh chính ngôn thuận hồi báo tin tức, tới lúc đó mới tùy cơ ứng biến sao. Hòa Trung Đường thật có bản lĩnh, cả suy nghĩ của hoàng thượng ngài cũng nắm rõ trong tay. Người giống ở tâm, tâm giống ở lý. Tuy bác Dương gia chưa có điều tra được bằng chứng xác thật hoàng thượng độc hại thái thượng hoàng, nhưng mà cũng đủ khiến hoàng thượng chột dạ. Người hễ chột dạ, tự nhiên sẽ để lộ sơ hở. Hoàng thượng để tránh bị lộ tội giết vua, nhất định sẽ mượn cơ hội lần này để đối phó bác Dương gia. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ thu lợi thôi. Hễ bác Dương gia bị kéo đổ, binh quyền trong tay ngài, hoàng thượng sẽ giao lại cho ai? Vĩnh Lân là huynh đệ ruột mà hoàng thượng tin tưởng nhất, trừ nó ra không còn ai khác nữa. Hòa Trung Đường suy nghĩ đúng là chu đáo. Nương nương hy vọng nhiều về tiền đồ của thập thất bối lạc như vậy, nhưng ngài ấy là cùng một mẹ với hoàng thượng, máu mủ tình thân, muốn ngài ấy phản bội lại hoàng thượng không phải là chuyện dễ dàng. Trong thời gian ngắn tất nhiên không được, nhưng mà thời gian lâu dài ai biết được. Hơn nữa có Hòa Trung được giúp đỡ thì việc gì cũng sẽ thành công thôi. Có đúng không? Nương nương quá khen rồi. Nhưng mà thân ở Phường Giang đã tung tin đồn hoàng thượng giết cha, chuyện này hãy lan vào trong cung, đừng nói là danh tiếng của hoàng thượng, ngay cả ngai vàng cũng khó giữ. Con người Vĩnh Lân hiếu thảo nhất, nếu như nó thật sự nghi ngờ hoàng thượng muốn ly gián hai huynh đệ họ thì dễ dàng rồi. Bổn cung sẽ thử thám thính bệnh Vĩnh Lân, tới lúc đó mới bàn bạc đối sách đi. Làm phiền nương nương. Nè, hôm nay ta sẽ nói cho mọi người biết một bí mật rất đáng tin, nhưng mà sau khi nghe xong có thể bị người ta diệt khẩu đó. Vậy mọi người có dám nghe tiếp hay không? Có. Nè, muốn nghe thì cho một tràng pháo tay trước. Hay lắm. Nè, không biết mọi người có nghe nói tới một phú thương tên là Thẩm Bách Dạng không? Ông ta là thương trà giàu có nhất thành, có ai không biết ông ta chứ? Hey, mà tiếc là ông ta lại là người keo kiệt nhất kinh thành á. Đúng vậy, ông ta thực sự rất là keo kiệt. Nè, nghe nói ông ta đối với con cái cũng tính toán so đo, nhưng mà bản thân thì ngày nào cũng thịt cá phủ phê, vợ con của hắn chỉ ăn toàn màn thầu với cháo trắng mà thôi. Sao đâu, nhưng mà gần đây nghe nói ổng ăn cơm bị nghẹn chết, coi như gặp quả báo rồi. Phần đặc sắc của câu chuyện chính là ở đây nè. Nhưng mà Thẩm Bách Dạng không phải ăn cơm bị nghẹn chết đâu. Vậy cho hỏi sao ông ta chết vậy? Đã bị con trai cả Thẩm Thập Ngũ của ông ta đầu độc chết đó. Trời ơi, tin hay không tùy mọi người, nhưng mà Thẩm Bách Dạng vừa chết đi thì gia quyến của Thẩm Thập Ngũ đã tiếp quản tất cả trà trang và tài sản nữa, vinh hoa phú quý hưởng hoài không hết. Vậy mọi người nói xem là ai được lợi nhiều nhất đây? Vậy cũng đâu thể giết cha được, nói sao cũng là cha mẹ sinh hắn ra kia mà. Phải rồi. Mọi người đúng là thiếu hiểu biết rồi. Thật ra thì chuyện như vậy từ xưa đến nay đều rất là nhiều mà, nhất là trong nhà Đế Dương đó. Như là Tùy Dương Đế nhà Tùy giết cha của mình vậy. Dù sao ngay giặc chỉ có một mà thôi, một nước không thể hai vua. Mọi người nghĩ coi, giả dụ đại hành thái thượng hoàng phúc thọ lâu dài, vậy thì đương kim thánh thượng
phải đợi tới năm nào tháng nào mới có thể nắm đại quyền đây. Người nói như vậy chẳng lẽ... To gan, người dám nói lời sằng bậy dù không hoàng thượng. Bôi lật gia chỉ là thường dân, nói cho vui thôi mà, cần gì tính toán với hắn chứ. Việc này không thể làm lớn được đâu. Có người kích động, tin đồn sẽ càng lớn hơn đó. Hàm Phúc Cung, phường gian có người nói sách, mượn tin đồn thổi trong dân gian đặt điều sóng gió, ám chỉ hoàng thượng có ý giết cha. Bôi nhỏ hoàng thượng như vậy đáng bị xử chém. Kỷ Trung Đường có bắt người nói sách này chưa? Lúc đó thập thất Bối Lạc đang đi cùng thần, thần để tránh bức dây động rừng, muốn sau đó điều tra kỹ càng. Nhưng phát hiện tin đồn Bối nhỏ hoàng thượng đã đồn khắp phố phường lớn nhỏ kinh thành. E là người tung tin đồn này không chỉ có một người. Không nói cũng biết, nhất định là quỷ kế của hoàng thượng để hại trẫm. Các khanh lại không biết gì hết. Trẫm không phải sẽ thành người bất trung bất nghĩa trong câu chuyện đó sao? Chúng thần bất lực, lực xin hoàng thượng giáng tội. Trẫm không phải muốn các khanh thỉnh tội, mà là hy vọng mau chóng giải quyết chuyện này. Bây giờ lão sư mời đứng lên. Ta là hoàng thượng. Người tung ra tin đồn nhất định phải nghiêm trị, cư xử trảm thị chúng, răn đe mọi người. Thần cho là như vậy sẽ trúng kế của hòa thân, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu những gì người nói sách là giả thì cần gì coi trọng chuyện này, đại khai sát giới chứ. Thần cũng đồng ý với lời của Lưu đại nhân. Nếu bá tánh trong thiên hạ tưởng rằng hoàng thượng lòng dạ ác độc, vậy hoàng thượng chỉ có thể lệnh đại xá thiên hạ, mở kho tiếp tế. Như vậy mới có thể thay đổi cách nhìn, giành được nhiều lòng dân. Nếu như vậy thì cho dù hòa thân có tung ra bao nhiêu lời đồn thì cũng không dễ dàng khiến người khác tin nữa. Các khanh nói rất đúng, trước mắt cũng không còn cách nào khác, chỉ cứ làm theo ý của Kỵ Hiểu Lâm. Chúng thần nhận lệnh. Hòa thân, trẫm sẽ không để cho quỷ kế của ngươi thành công đâu. Khởi bẩm lão gia, nhị phu nhân, chuyện hoàng thượng giết vua giết cha đã lan truyền khắp các ngõ hẻm kinh thành rồi. Đầu đường cuối hẻm cũng đều bàn tán xôn xao. Thậm chí có người còn trù hoàng thượng bị trời phạt nữa. Hoàng thượng chắc chắn sẽ rối rắm không yên, ngay lập tức tuyên bố giảm thuế mở kho tiếp tế, định làm vậy để lấy lại lòng dân. Muốn tạo lập lòng dân là cả quá trình cực khổ, nhưng muốn thôi miên lòng dân chỉ cần một ngày một đêm. Làm hiền quân đâu dễ dàng tới vậy chứ. Cho dù bác Dương gia tìm được chuyện Thường Đông cũng không dễ dàng làm lắng xuống được đâu. Nhưng mà chuyện bác Dương gia tìm Thường Đông, lão gia, ngài không thấy kỳ lạ hay sao? Chuyện gì khiến phu nhân phiền lòng thế vậy? Hoàng thượng ác độc tàn nhẫn, vì để diệt cỏ tận gốc, ngay cả một nhà lớn nhỏ thường xuân cũng không tha, thì sao có thể sơ suất bỏ qua một hậu quả như Thường Đông? Đúng là khả nghi thật đó. Trước giờ ta điều tra cái chết của Thường Xuân, không ai biết đến cái tên Thường Đông, nhưng bác Dương gia vừa nhúng tay vào, Thường Đông đã xuất hiện. Đúng là trùng hợp vậy sao? Ty chức từng điều tra, phát hiện Thường Đông này sau khi Thường Xuân chết chưa tới 3 ngày đã cáo bệnh rời khỏi cung chữa trị. Phu nhân, có chủ ý gì không? Mặc dù rất kỳ lạ nhưng chưa chắc có hại cho lão gia. Nếu hoàng thượng đã coi trọng bác Dương gia tới vậy, hay là chúng ta khoanh tay đứng nhìn xem bác Dương gia giải quyết chuyện này ra sao? Được, coi như là thuận theo ý trời. Nguyên Bảo, nếu tìm được hành tung của Thường Đông, hồi báo ngay cho ta. Dạ rõ. Đúng rồi phu nhân, có nhận được mật báo hay thư từ Hòa Lâm gửi đến hay không? Vẫn chưa. Lão gia hãy yên tâm, Hòa Lâm hành quân nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, ngài lại sớm âm thầm chỉ điểm, ngài ấy chắc chắn tránh được quỷ kế của Phúc Trường An. Ừ, cũng may là nhị đệ nắm giữ binh quyền trong tay, hoàng thượng mới không dám đụng đến đệ ấy. Bao nhiêu năm nay hai huynh đệ ngài sóng gió có nhau, chỉ cần huynh đệ đồng lòng, có trận chiến nào mà đánh không thắng. Phúc đại nhân, đi trước tìm kiếm khắp nơi xung quanh gần đây vẫn là không tìm được tung tích của Hòa tướng quân. Đúng là vô lý. Đại nhân à, bây giờ không bắt được người, binh phù lại chưa đến tay, phải làm sao đi? Các người mà nói, rốt cuộc Hòa tướng quân đi đâu? Người nói. Thì chứ không biết. Người nói
Hòa tổng đốc nhận được tin Bạch Liên giáo gây rối gần đây, ngài ấy đi giết giặc rồi ạ. Được, nếu vậy ngươi dẫn đường đi. Dạ. Rốt cuộc còn bao xa? Hòa tổng đốc, rốt cuộc bây giờ đang ở đâu? Tiên chức nói qua, ở phía trước không xa đâu. Mời Phúc đại nhân. Cẩn thận. Tình hình binh Bắc Dương gia thế nào? Hầu hoàng thượng, Bắc Dương gia và thủ hạ ngày ấy đã đi khắp nơi tìm tung tích của Thường Đông. Đúng là không ngoài dự liệu của trẫm, khanh ấy cố gắng chớp cơ hội thể hiện. Hoàng thượng, nô tài còn phát hiện vẫn còn có một người đang tìm Thường Đông đó. Người đó là ai? Dạ là Kỷ Trung Đường. Kỷ Hiểu Lam, tại sao khanh ấy lại tham gia chuyện này? Nô tài cũng đang điều tra nguyên nhân. Điều tra rõ ràng thật nhanh cho trẫm. Nô tài tuân chỉ. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Thường Đông, người đúng là ở đây thiệt. Kỳ đại nhân, sao ngài lại tìm tới chỗ này vậy? Lão Phu đã tìm người rất lâu. Kỳ đại nhân, sao ngài lại bắt Thường quân tới nơi này chứ? Thường Đông đâu có làm gì sai. Thường Đông, ngươi đừng sợ. Lão Phu đến chẳng qua theo nhờ giả người khác muốn hỏi một chuyện, tuyệt đối không có ý làm hại. Thường Đông không có biết gì hết. Tại sao ngươi phải trốn đến nơi xa xôi vậy chứ? Hãy nói cho Lão Phu nghe đi. Lão Phu có thể giúp được ngươi đó. Còn muốn chạy? Đưa hắn đi. Dạ. Thập thất bối lạc cát tường. Hữu Lệ, thập thất bối lạc cát tường. Thập thất bối lạc cát tường. Phương Ma Ma Hữu Lệ, Nhi thần xin thỉnh an Hoàng Ngạc Nương. Miễn lễ. Hoàng Ngạc Nương sắc mặt không tốt, không lẽ phụng thể bất an? Tối qua ngủ không ngon nên tinh thần mệt mỏi. Đâu chỉ tối qua, mấy ngày gần đây, nếu nương nương không phải nguyên đêm khó ngủ thì bị ác mộng làm thức dậy, tinh thần sao có thể tốt được. Nhiều chuyện, nô tỳ cũng chỉ lo lắng cho nương nương. Hoàng Ngạc Nương, hay là Triệu Thái Y xem bệnh đi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Hoàng Ngạc Nương ưu phiền vậy chứ? Bổn cung liên tục mấy ngày đều thấy Hoàng A Mã con lúc thì sắc mặt u buồn, lúc thì mũi miệng chảy máu, lúc thì khóc không ngừng, tựa như có quan tình gì lớn kêu bổn cung sao chọc mắt đây. Hoàng Ngạc Nương chắc là thương nhớ Hoàng A Mã quá nhiều tới nỗi gặp mộng như vậy. Như thần hiểu. Như thần sao lại không nhớ Hoàng A Mã? Dĩ nhiên bổn cung nhớ Thái Thượng Hoàng, nhưng những giấc mộng đó dường như đang ám chỉ điều gì. Phải đó, mũi miệng chảy máu, khóc không ngừng. Không lẽ cái chết của Thái Thượng Hoàng có ẩn tình gì khác sao? Bổn cung thật sự càng nghĩ lòng càng không yên. Như thần thấy, có lẽ Hoàng Ngạc Nương bị lời đồn ảnh hưởng nên gặp ác mộng liên tục. Nhưng lời đồn quan đường như vậy nói hoàng thượng giết vua. Lòng người khó đoán, bổn cung không dám nói bậy.
Nhi thần từ nhỏ luôn ở bên cạnh hoàng thượng, cùng nhau học tập. Hoàng thượng đối xử người trung hiếu vẹn toàn, thì tại sao lại làm chuyện trời đất không dung, đại nghịch bất đạo được? Chung ruộng chưa chắc cùng quả. Lúc trước hai con là huynh đệ gắn bó ruột thịt, tự ắt sẽ hiểu nhau. Còn nay còn có sự khác nhau quân thần, không lẽ cho dù hoàng thượng sai, con cũng dám thẳng thắn chỉ lỗi ra sao? Nhi thần tin tưởng cách đối đãi người của hoàng thượng, cũng không bị lời đồn ảnh hưởng. Hoàng Ngạc Nương, hãy để qua suy luận này đi. Tần đệ khấu kiến hoàng thượng. Một người tự luyện võ không thể tránh nhàm chán, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Không gặp một thời gian, không biết võ công của đệ có thuộc lùi không? Thần đệ bớt nói lời vô ích, không được dừng trẫm. Dạ. Quan thượng, thập thất bất lực, lùi xuống. Dạ. Luận trí luận võ, khanh chưa chắc sẽ thua trẫm. Khanh trúng kế, tại bởi vì khanh chỉ nhờ cặp mắt, vẫn chưa dùng trái tim để phán đoán. Nhớ kỹ, mắt thấy chưa phải là thật. Huống gì, đó cũng chỉ là nghe nói. Ý hoàng thượng muốn nói là Vịnh Lân đang dao động vì chuyện gì? Quan điểm sai. Là trái tim của khanh. Thái thượng hòa cưỡi rồng lên trời, từ nay những việc trong triều trẫm phải tự lo. Nhưng mà trong triều có kẻ gian suy nghĩ lệch lạc, tùy tiện tung ra lời đồn đại, muốn làm lung lay vị trí của trẫm. Chỉ cần lòng khanh kiên định vững chãi, tâm nhãn sẽ không bị che đậy, không tin lời dèm pha, rơi vào bẫy của gian thần. Xin hoàng thượng yên tâm, thần đệ luôn trung thành tuyệt đối với hoàng thượng. Bất cứ ai mưu hại hoàng thượng, thần đệ nhất định điều tra tới cùng. Bất cứ ai hãm hại thái thượng hoàng, thần đệ cũng sẽ truy tới ngọn nguồn, tuyệt không dung tha. Với người hay việc, nhất định làm được, không dung túng ai. Được, có câu này của khanh thì trẫm yên tâm. Nô tài bao nhiêu năm nay luôn được thái thượng hoàng long ân sủng ái, đã hứa sẽ giúp đỡ cho hoàng thượng trị quốc an bang. Hòa thân, trẫm đã bảo vệ khanh mấy chục năm, những ngày tháng sau này tự lo liệu đi. Thần nhất định trung thành tuyệt đối. Tử bất túc dĩ di thần hoàng, dòng bất túc dĩ di thần ương. Đáng tiếc chuyện không như mong muốn, e là không thể thực hiện được rồi. Hoàng thượng gia đâu? Nô tài tham kiến hoàng thượng. Ngày mai sẽ đưa tiễn hoàng A Mã. Không nghĩ là hòa thân khanh nặng tình như vậy. Đại hành thái thượng hoàng đối với nô tài ân trọng như núi, nô tài cảm tạ là từ tận đáy lòng mình. Ngày mai sau khi hoàn thành nghi thức tạm an, hoàng thượng có thể yên tâm ở trong lòng chuyên tâm việc triều chính. Gian đảng mãn triều còn chưa quét sạch, trẫm tất nhiên sẽ chuyên tâm làm việc. Nhưng mà khanh yên tâm, trẫm sẽ sớm lôi cả đám định thần vũ cỏ tận gốc, không trừ một ai. Nước trong ắt sẽ không có cá, người xét nét sẽ không có ai chơi. Nghiêm với bản thân, khoan dung với mọi người,
xưa nay chính là đạo lý chân chính của đại hành Thái Thượng Hoàng. Hoàng thượng đột nhiên làm điều ngược lại, làm trái với lẽ thường, e là sẽ làm bá quan trong triều hoảng hốt bất an, cản trở việc nước, đồng thời cũng vô cùng bất kính đối với Thái Thượng Hoàng. Bất kính thế nào? Nếu không phải năm xưa Khanh xúi giục Hoàng A Mã, sau khi thoái vị vẫn can dự triều chính, để cho ngươi liên kết doanh đảng, là một đám tham quan nịnh thần ở trong triều can dự triều chính, trẫm sớm phải xử lý đám tham quan các người, chỉnh đốn lại trị. Hoàng thượng nguôi giận, đại hành Thái Thượng Hoàng trước nay quyết đoán anh minh, thì sao lại vì một hai câu nói của nô tài mà ảnh hưởng tới đại cục được? Đại hành Thái Thượng Hoàng truyền ngôi cho hoàng thượng chính là hy vọng triều cục sẽ có một hình tượng mới, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng rất buồn lòng. Quy bị Hoàng A Mã vẫn luôn muốn bồi dưỡng trẫm, nghiêm khắc với trẫm, nhưng Khanh giữa đường cản trở, ly gián tình cảm hai cha con của ta. Hoàng A Mã cũng vì quá tin Khanh, thiên vị cái ác, xử lý bất công. Thái Thượng Hoàng, Hoàng thượng, trà Tam Thanh đã nấu xong, mời dùng trà. Được. Hoàng thân to gan, chiếc chuyện đó là cống phẩm triều đình, cả gan tham mô bỏ túi, đáng chịu tội gì? Hoàng thượng nguôi giận. Có phải hoàng thượng hiểu lầm gì không? Chiếc nhẫn này là trẫm ban tặng cho hòa thân đó. Dạ phải hoàng thượng. Mặc dù Hoàng A Mã nuông chiều sinh thư, dung túng cho tên tiểu nhân tham lam như Khanh, dù trẫm phải dùng sức lực hồng quang, cũng phải thừa tiên khải hậu đưa đại thanh của ta bước lên một đỉnh cao mới. Dù phải hy sinh tất cả, trẫm cũng không chút chần chừ. Ta rõ ràng đã biết được thuốc này không phải là thuốc giải, bởi vì người đã bỏ độc chính là con cực tông hồ đồ. Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, phải suy nghĩ kỹ, phải can đảm lắm thì mới có thể làm được chứ. Ngừng nhiễm, xem ra con đã chuẩn bị xong rồi. Trẫm không thể không nhường ngôi rồi. Hoàng A Mã nói, con đường đế vương cô độc khó đi, trẫm đã chuẩn bị đầy đủ. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chỉ cần loại bỏ được định thần tặc tử, bảo vệ giang sơn đại thanh của ta thiên thu vạn năm, trẫm không sợ gì hết, cũng tuyệt không lưu tình. Hoàng thượng, người có hoài bão lớn tới vậy, quả thật rất đáng chúc mừng. Cứ để cho ngọn lửa này càng cháy càng lớn, tuyệt đối đừng để bị dập tắt. Hòa thân, Khanh tự mình lo liệu đi. Đại hành Thái Thượng Hoàng, cho dù hoàng thượng nói chuyện hung hăng ngang ngược, không còn đường lui nữa, nô tài cũng không còn gì để nói. Nhưng mà Thái Thượng Hoàng đối với nô tài ân sâu nghĩa trọng, nô tài tuyệt đối không bỏ cuộc chuyện điều tra ai đã bỏ độc người. Cho dù hoàng thượng trút giận lên người nô tài cũng sẽ không trốn tránh. Trước sau gì ngươi cũng chịu không nổi nói ra thôi. Nếu không muốn tiếp tục chịu khổ thì mau nói đi, rốt cuộc trước khi Thường Xuân chết đã xảy ra chuyện gì? Mau nói. Nô tài với Thường Xuân ở trong cung ở cùng phòng. Có một lần, tự nhiên nửa đêm, Thường Xuân lại thổ huyết, thở dốc chịu không nổi. Thổ huyết à? Thường Xuân hắn đã từng nhắc tới, hắn đã lén uống trà của đại hành Thái Thượng Hoàng, trà Tô Du. Ly trà đó là đích thân hoàng thượng đúc đại hành Thái Thượng Hoàng uống. Lúc đó Thường Xuân hắn còn tự nói giỡn, có thể là hắn không gánh nổi. Sao hắn dám chắc có liên quan tới ly trà Tô Du đó chứ? Bởi vì lúc đó Thường Xuân bận rộn việc làm, đã trải qua rất nhiều canh giờ vẫn chưa có ăn gì. Vậy Thường Xuân ngoại trừ thổ huyết ra còn có gì không ổn không? Thường Xuân hắn còn nói trên mu bàn tay đã xuất hiện một đường chỉ đỏ, nhưng lúc đó nô tài không để ý lắm. Qua mấy ngày đã lan truyền tin tức hắn mang dịch bệnh mà chết. Tại sao
ngươi lại rời cung chạy trốn chứ? Bởi vì nô tài đem cho cốt của Thường Xuân rắc lên một cây mai bất kỳ trong cung. Mấy ngày sau, cây mai đó tự nhiên khô héo. Nô tài lo sợ quá nên cầu xin hoàng quý phi phê chuẩn cho nô tài xuất cung chữa bệnh. Sau đó lại bị người bắt đi. May là nô tài nhanh trí thoát được thì gặp được bác Dương gia. Dương gia, trà tu du đó là hoàng thượng dâng cho thái thượng hoàng. Sau đó Thường Xuân không hiểu ra sao lại chết đi. Không lẽ người bắt người đại? Nô tài cũng không biết nữa. Rõ ràng có người muốn giết người diệt khẩu. May là lưới trời lồng lộng để bổn vương tìm được Thường Đông. Có chuyện gì mà phải gấp gáp như vậy? Thần có phụ hoàng ân, điều tra được chân tướng tin đồn của đại hạnh hoàng thượng và Thường Xuân. Hả? Chân tướng thế nào? Thần tìm được Thường Đông. Đưa hắn vào đây. Nô tài cầu cứu hoàng thượng. Thường Đông là bạn tốt của nô tài đã chết Thường Xuân. Thần trăm ngàn cực khổ mới tìm được hắn ở ngoài cung. Thường Đông, có phải người biết được chân tướng của chuyện đại hành thái thượng hoàng băng hà không? Phải. Đại hành thái thượng hoàng là bị người ta hạ độc mà chết. Vậy người hạ độc đó là ai? Nô tài không có dám nói. Người không cần sợ, cứ nói đi. Ở đây có chúng thần dương và đại thần làm chủ cho người. Người bỏ độc hại chết thái thượng hoàng là người. Kể từ đời Ung Chính, tráp cất giữ tên người kế thừa hoàng vị sẽ được đặt ở phía sau tấm bản quang minh chính đại ở trong Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung cũng đã nhiều lần bị lửa thiêu hủy. Trận cháy lớn nhất là vào năm Gia Khánh thứ hai. Càn Thanh Cung hiện tại chính là hình dạng đã được bảo lưu từ sau lần xây dựng lại này. Cùng đồ xây dựng dầu đô xíu, lâu nay phẩu qua mùi liệu xoài phát hiện. Dầu xuyên cao thiên hầu phùi bác sĩ, bất khó nấu chuyện này lì biên. Dù mùi dầu này, nó do quay sợi dàn xí điên.